Xin chào quý khán giả của Nhà Tốt, tôi là Đạt, đại diện cho Nhà Tốt. Hôm nay tôi sẽ cùng quý vị khám phá top 10 dự án chung cư được săn lùng nhiều nhất hiện nay. Tại Hà Nội, giá giao bán chung cư tại dự án SDU 143 Trần Phú tăng đến 68% so với cùng kỳ năm ngoái. The Sparks tăng 55% và chung cư Đại Thanh tăng 50%. Theo báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024 của BatDongSan.com.vn, mức độ quan tâm, giá bán và giá cho thuê bất động sản trên toàn quốc đều tăng trong quý 2. Top 10 dự án chung cư được tìm kiếm nhiều nhất tại Hà Nội bao gồm Vinhome Ocean Park Gia Lâm, Vinhome Smart City, Vinhome Green Bay Mễ Trì, khu đô thị mới Sa La, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, khu đô thị Việt Hưng, Vinhomes The Capital, Gomark City, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh và Royal City. Đa phần các dự án này tập trung vào thị trường thứ cấp ở phía Tây. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, các dự án là Vinhomes Grand Park, quận 7, Saigon Riverside, Vinhomes Central Park, Celadon City, Mastery Thảo Điền, Vinhomes Golden River Ba Son, Sunrise City, Mizuki Park, Eco Green Saigon và The Era Town. Những dự án này nằm ở khu vực dân cư đông đúc và có quy mô lớn. Giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh không nóng như ở Hà Nội nhưng vẫn tăng từ 16 đến 20%. Trong đó, Mastery Thảo Điền tăng 20%, chung cư Hưng Phúc và Happy Valley tăng 19%. Chuyên gia khuyến cáo người mua nhà cần có thu nhập từ 30 triệu đồng trở lên để đảm bảo tài chính khi mua nhà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thu nhập dưới 30 triệu, việc trả lãi và gốc hàng tháng sẽ rất khó khăn. Ngoài yếu tố giá cả, cơ sở hạ tầng, tiện ích y tế, giáo dục và cơ hội việc làm cũng ảnh hưởng đến quyết định mua nhà. Hà Nội có hạ tầng kết nối tốt hơn nhưng thành phố Hồ Chí Minh lại có nhiều công việc và tiện ích y tế giáo dục hơn. Theo ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc BatDongSan.com.vn khu vực miền Nam, đầu tư vào chung cư cận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và săn lùng chung cư ở trung tâm Hà Nội là quyết định hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Hãy theo dõi kênh để cập nhật thêm thông tin về bất động sản nhé!